cùng thì mình cũng đã nhổ xong cái xề rau mầm. Dạ xin chào ông bà cô chú đang xem trên kênh Ân Tình Quê Hương. Cái này là cái mớ rau mầm ở nhà tự trồng bằng hột củ cải trắng á. Nó tươi ngon quá trời mà chưa biết làm cái món gì ăn. Để gọi ông xã góp ý kiến. Anh ơi anh. Gì vậy em? Cái xề rau mầm nè mình trồng nè, giờ em nhổ rồi ngon quá trời luôn. Giờ anh góp ý anh muốn ăn món gì? Cái mớ rau này làm gỏi ăn em ơi. Rau sống tươi xanh này vừa hái vô nữa. Làm gỏi ăn cho nó ngon em. Rồi anh muốn làm gỏi gì? Vậy thôi để anh đi chợ anh coi có gì đó mua về ăn thêm vô luôn. Anh chạy đi chợ nha. Đây anh đi chợ về đây mua được cục thịt bò với mấy con ếch nè. Thấy còn mấy con ếch ngon quá, không biết người ta đi xôi bán ếch đồng hay là đồng tháp nuôi không biết đường nữa, hay mua đại luôn. Vậy cái gì nướng nướng ăn kèm luôn em ơi. Ông xã ông đi mua được miếng thịt bò cũng ngon quá nè. Đi mấy con ếch này nữa. Ông nói ông muốn ăn nướng, thèm nướng thì giờ mới ướp nướng cho ông. Ớt thì mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái thao ra cái thao để mình ướp. Mình cho vô đây ngũ vị hương đi cho nó thơm. Kế tiếp là dầu hào. Cho màu đều vô nữa cho nó có đẹp mắt nè. Đây là bột ngọt hạt nêm, cho vô luôn. Kế tiếp là cho mật ong vô. Giờ mình sẽ trộn đều lên để cho thấm gia vị. Phần ếch mình sẽ để đây cho thấm gia vị chút nướng. Giờ quay qua mình xắt thịt bò. Miếng thịt bò ngon hết sức. Xắt mà còn bốc mùi bò lên thơm luôn. Phần thịt bò đã xắt xong, bây giờ mình ướp vô đây miếng đường, bột ngọt, hạt nêm. Mình cũng hùng hạp với bả xíu để cắt mấy cọng rau quế thơm thơm rồi vô. Cái thịt quế mà mỗi lần ăn cái ra, nói chung nó ra tược, cũng ngon dễ sợ. Gỏi mẹ có rau thơm rồi vô. Cái này ít quá chắc đi qua kia 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 quá. Ở đây mình làm cái ớt luôn nè. Nhỏ xíu mà nó chín đỏ đã không. Cái bụp ngang cái đọt tôi đứt cái nhánh luôn cái hối hận nè. Cái ớt. Làm thêm mấy đọt này đi, cây đắng nó cũng muốn hết. Đó. Bây giờ mình sẽ nấu ít nước sôi để mình trần thịt bò. Nước cũng đã sôi rồi, giờ mình sẽ cho thịt bò vô. Thịt bò của mình cũng vừa chín rồi, mình sẽ vớt ra để ráo nước. Mình cũng vô hỗ trợ nhúm than đồ lập công hồi ăn cho nó ngon. Cái mồi này mà nướng thì chắc phải tốn gì đó chứ nhâm nhi chứ không lẽ không không gì ta. Toàn nay là món độc độc không mà.
Giờ mình sẽ làm nước trộn gỏi. Mình băm tỏi, ớt, giờ cho nước mắm, đường và nước cốt chanh vô. Than mình nó cũng hơi rùi rùi, hơi tàn tàn, giờ mình để ếch lên mình nướng thôi. Phần gỏi em chuẩn bị tới đâu rồi? Em xong hết trơn rồi, giờ em cho rau vô thao nặng trộn đây. Nó xăng xăng lại hết rồi, bay mùi quá trời rồi. Ngũ vị hương nó thơm. Mình yểm bùa mấy cái nước này vô đây thêm nữa mới được, cho nó thấm vị. Quá ngon. Cái sốt thần thánh này ha em. Thần thánh này nè mà không biết có ai vừa miệng. Nói chung nhìn là hấp dẫn rồi đó. Rau thơm, rau mầm, thịt bò. Thấy là khát nước rồi đó em ơi. Để chút em lo cho hết khát. Wow, dĩa gỏi siêu to khổng lồ luôn, hấp dẫn quá. Đó, ao rồi. Nó giờ mình sẽ cho ra lò thôi. Wow, vàng tươi, đỏ tươi gì đó. Quá wow, hấp dẫn luôn. Ba con mà nó đầy một dĩa, còn ba con nữa, mình để đâu đây nữa nè. Cho vô luôn cho đã một bữa. Xong em ơi, nhập tiệc thôi. Hôm nay bữa tiệc của Ân gồm có đây, gỏi bò, rau cải mầm, ớt nướng. Mời ông bà cô chú của anh chị em mình cùng thưởng thức cái bữa tiệc ngày hôm nay với Ân nha. Nói chung nay cũng là cái bữa tiệc mà xém tới ngày sinh nhật của Ân á, chuẩn bị tới ngày sinh nhật thôi. Tổ chức tiệc luôn, qua trào bọt luôn, khát nước quá trời. Khát nước vậy khát mừng hả? Hôm nay thịnh soạn, đi nắng vô mà sắp tới ngày sinh nhật nữa. Thôi vợ cho được cốc này dễ khát. Giờ bắt đầu nhập tiệc nha cả nhà ơi. Mình mời đại gia đình mình cùng thưởng thức với vợ chồng ăn nha. Nên là gỏi bò, rau mầm. Ăn thử coi vừa ăn không? Giờ nói chung thì khen thôi chứ chê mới mốt có đâu ăn. Em cũng ăn đi. Wow, ngon nhờ. Thì cứ gia vị một cái ít chứ để vô thì mong nó vừa ăn. Rất là ngon luôn. Rau mầm nó nồng nồng. Rau mầm mà củ cải trắng, cảm giác ăn nó nồng nồng cay cay, ngon miệng. Còn ớt em làm con đi, xé anh phần đùi anh thử chứ. Anh muốn này nhiều hơn, cái này thấy ngon nè, anh giờ không dám ăn đó trước. Em thấy cái nào cũng ngon hết trơn. Không biết mình nướng ra hồn không? Thịt ếch này chắc nó dai, nhai chắc lâu.
để thử phần ớt. Xin mời cả nhà. Nó dai nhờ. Cái này chắc hơi hao rồi. Xin mời vô. Cũng gắn theo lon nước có ga. Ngon quá. Ớt anh chấm vô nước này nè. Muối ớt xanh rồi. Tắt rồi mới làm chẳng. Dai ghê luôn. Nãy giờ anh chưa chấm á. Thử chấm thôi. Ngon quá, chắc anh mới có cái đùi giờ chắc phải làm con khác chứ. Đã quá mà. Dai ghê luôn. Tả lại em cái đùi hen. Sao cũng được. Thôi chứ để ăn phần bụng thử coi, bụng ếch nó dai cỡ nào. Đây. Cái bụng ếch là cái chỗ nó mỏng nhất mà chắc là nó dai nhất. Đó, đã luôn. Ngon thì ăn cho đã, lâu lâu mới gặp được mấy ếch này. Ăn dai dai gì cũng không biết, này đồng mà hay là đồng thiệt hơn cũng không hiểu. Thì người ta nói sao nghe vậy đi. Nếu mùa mưa mà nói ếch đồng thì nghe cũng tin thôi chứ. Cái nước mà uống cái nó đã. Uống vô miếng nước cái ăn lại cái nó ngon miệng. Cái ăn xong phải uống, uống xong phải ăn hồi sạch dĩa. Ớt này phải cầm bằng tay xé luôn chứ. Vậy thôi. Cái này ăn được không vậy? Làm tí đẹp quá hả? Được chứ. Cái này chắc siêu cay ớt sừng hả? Ớt sừng nhưng mà không biết loại sừng này cay không biết. Làm bông làm qua được. Màu mè chơi vậy đó. Không cay. Không cay. Gỏi à. Hết dài thiệt chứ ngon. Món đơn giản dễ làm nhất ha. Nó rau mầm thụng với thịt bò trộn nhìn chua chua ngọt ngọt vô cái lụm. Hết thì mình ướp gì đó? Dầu hào hả? Mật ong, ngũ vị hương, hạt nêm mật ngọt. Thấm vị, vừa ăn cũng dễ làm. Món này sương sương. Quá nhất cái nách luôn. Ăn clip mà vợ chồng ăn trồng rau mầm xong hái vô làm gỏi bò và thêm món ếch nướng. Đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Rất mong được sự yêu thương và ủng hộ từ đại gia đình của mình để tạo thêm động lực cho anh làm các clip tiếp theo. Anh xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin chào. Xin chào.